Phong cách hip hop trẻ trung năng động là gu của bạn. Vậy thì đừng bỏ lỡ trang phục rapper cực chất vào game ngay. Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Hello, xin chào tất cả anh em, và lại là tôi, Phong Cận đẹp trai của anh em đây. Hôm nay Sammy đã khóc lóc và bảo với tôi rằng Sammy đã bị ăn trộm lấy mất hết số kim cương mà Sam đã khổ sở tiết kiệm được. Và đúng như vậy, là một thằng đàn ông đích thực, nên tôi đã quyết định chạy luôn. À không, đùa đó, tôi và Sammy đã cùng nhau đột nhập vào xào nguyệt của bọn ăn trộm để có thể lấy lại được số kim cương đó. Nhưng đời không như là mơ, để có thể lấy lại được số kim cương đó, tôi và Sammy đã phải vượt qua rất nhiều những cái bẫy ở trong xào nguyệt của bọn trộm. Các bạn hãy cùng đoán xem liệu tôi và Sammy có thành công có thể lấy lại được số kim cương của Sammy hay không, thì các bạn hãy xem hết video là biết liền nha. À còn nữa, trước khi vào video này, các bạn đừng quên hãy để lại cho mình một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình để có thể đón xem những video mới nhất nha. Còn bây giờ thì vào video nào, let's go. Hey, Sammy ơi, có phải chỗ này là chỗ của mấy cái tên trộm đã lấy kim cương của Sam vậy? Ờ, như là đúng rồi nè, những cái mặt nạ là biết rồi nè, đó mặt nạ như là mấy ông này đeo mặt nạ này là dự án cướp của tôi nè. Hey, trời ơi, tôi nói thiệt luôn nha, cái nhà bự như thế này nè mà lại đi ăn trộm kim cương của Sammy thời luôn á, mấy cái tên trộm này đúng thật là không thể nào mà chấp nhận được mấy bạn ơi. Ok, vậy thì bây giờ mình sẽ cùng với Sammy, hai đứa mình sẽ cùng nhau gọi là đột nhập vào trong cái xào nguyệt của những cái tên trộm này để bọn mình có thể lấy lại được kim cương của Sammy nha các bạn nha. Ok, Sammy sẵn sàng chưa Sam? Cái gì? Hai tụi mình đột nhập vào trong cái nhà kia hả? Đúng rồi. Chứ sao nữa? Bây giờ nè, tôi nói bà nghe nè, nếu như chúng ta không đột nhập vào thì làm sao chúng ta có thể lấy lại được kim cương, hiểu không? Trời ơi, ai mà không biết, không biết sao không? Mấy bọn kia là tên cướp, còn tụi mình là con người mà bình thường, bây giờ tụi mình không có vũ khí sao mà giờ vô được? Vậy vô nó bắn mình sao? Yên tâm đi, có Phong ở đây, Phong sẽ bảo vệ cho Sam, không cần vũ khí luôn, yên tâm nha. Ok. Trời ơi, ông làm như là anime đồ, vô đấm phải mấy ông kia chết luôn. Yên tâm đi, tôi là Saitama, tôi là thánh hồng tôm, tôi đấm phát lạng chậm chết queo luôn. Ok. Bây giờ vô nha, để tôi xem coi. Bấm chỗ nào để vào, đi vào cho. Ui gì vậy? Ui. Trời. Ui Sam ơi, hình như chỗ này là mình đã vô trong phòng của mấy tên trộm rồi đúng không? Ôi trời, ghê quá hả? Trời ơi, ủa mà sao tên trộm gì mà sao nhà mà nhiều sách dữ vậy? Trời, đọc sách dữ vậy? Trời ơi, mà bà có công nhận là nhà của mấy tên trộm này giàu ớn không? Trời, hèn gì đi ăn trộm cho nên là ăn trộm kim cương của Sammy xong mua nguyên cái nhà to đùng luôn bạn ơi. Trời, ghê. Không tin được luôn á. Trời ơi, lấy kim cương tôi mua nhà lầu xe hơi nè. Cái gì đây? Nhà giàu đến nỗi mà mua nguyên con voi chưng ở đây luôn là Sam. Trời ơi, nguyên con voi luôn. Ôi, trời ơi. Trời ơi. Nó quýnh tôi chết queo rồi. Trời ơi, ông nghĩ tôi làm cái gì đó? Hey, trời ơi bạn ơi, mình cảm thấy là cái chỗ này á, cái xào nguyệt của mấy tên trộm này á, khó, rất là khó để có thể đột nhập vào trong được. Cho nên bây giờ bọn mình sẽ phải cẩn thận hơn. Hồi nãy mình gọi là lơ là quá cho nên là bị con voi quýnh chết. Ok rồi, lại nha. Bấm nè. Ui. Thôi lại là một căn phòng khác. Ôi, trời ơi, vậy là cái tên trộm này. Từ từ, phải không? Hình như cái phòng đó phòng khó phải không? Lúc mà tôi đọc là nó ghi là hot, là khó. Phòng này y gì, phòng dễ nè. Trời ơi, Sam ơi, nhìn nè. Quá trời tiền luôn Sam ơi. Cái gì mà nhà có mấy tên trộm nhiều tiền quá vậy? Ôi, lụm, tiền lụm, dễ lụm. Quá trời nè. Không lẽ tôi thèm kim cương không cơ? Đừng có làm lụm mấy này, mình lụm kim cương mới sướng vậy. Ok, ok. Bây giờ là mình sẽ giúp cho Sammy kiếm lại được kim cương nha các bạn nha. Ủa mà chỗ này hình như là nó bắt mình sẽ phải bắt cua nè Sam ơi. Cẩn thận nha. Nghề tôi làm sao tôi rớt được. Trời ơi, nghề quá nghề luôn. Trời ơi, bà ơi là bà. Ai bước đâu, tôi vô lại rồi nè. Tê bơi đi. Trời ơi, Sam ơi, tôi mới vừa nói luôn, bà phải cẩn thận. Bà mà gọi là lơ là một tí là chết liền. Tại vì chỗ này á là gọi là xào nguyệt của mấy tên trộm, cho nên là bọn nó gọi là xây bẫy đồ kiểu ghê lắm, hiểu không? Ok, vậy ơi, không ngờ bọn này tính toán dữ ha. Tưởng nó trộm không biết gì đâu. Đây nè, trời ơi, mấy bạn nhìn nè, đi đâu cũng có xe tiền hết bạn ơi. Quá trời tiền luôn. Thời mấy cái tên trộm này ăn trộm nhiều tiền ghê luôn á trời. Nhưng mà mấy cái đồ này á là mình không nên đụng đến, hiểu không? Mình chỉ nên gọi là lấy những cái gì là của mình thôi. Bọn nó lấy trộm kim cương của mình, cho nên là mình sẽ đi lấy lại kim cương. Anh kim cương của mình, kim cương của tôi. Kim cương của Sam. Ok rồi, kim cương của Sam được chưa? Ok. Đúng rồi. Gì đây? Ôi Sam ơi, hình như tiếp theo là sẽ là một cái mê cung hay sao á. Tôi thấy chỗ này nhìn giống cái mê cung nè. Nghèo quá, sao tôi thua vậy? Sao bọn này nó không bỏ đèn vô mua lấy tiền của tôi mà sao không bỏ đèn cho nó sáng vậy trời? Ôi, bà không biết vậy trơn á, bọn nó là ăn trộm mà để bọn nó để đèn thì bọn nó làm sao đi ăn trộm được, hiểu không? Cho nên là bọn nó phải để cho cái phòng nó tối thui vậy nè để nó dễ ăn trộm. Bởi vậy cho nên mình sẽ tìm mọi cách để bắt cái bọn ăn trộm này các bạn ơi. Ok, đi qua đây thử. Ủa trời. Sao tôi đi một cái vòng ngược lại gì mà ảo vậy? Trời ơi, bọn này nó ghê quá. Ở bên đây nè,
đây nè. Ok, à, qua được rồi. Rồi ok, tiếp. Hình như chỗ này bắt mình bắt mua tiếp nè, để Phong. Trời cái gì chứ. Mà có nhiều chỗ rồi Phong. Trời bắt mua đầu này, tôi bắt mua đầu này nha. Ok, Sam đi bên đó đi, Phong đi bên đây. Bên đây hình như là nó khó hơn nè. Đó. Ok. Đây đi dễ nè, thôi tôi đi dễ. Tôi là gì ta bờ rồi, tôi đi dễ. Chắc ra bên này, tính ra bên này nó cũng dễ mà. Sam chỉ cần nhảy đều thôi là qua được nè. Đó, Phong qua được nè. Sao rồi? Rồi, nguyên camera nó chỉ ở mặt tôi đây. Tôi đi, tôi là bro đó, tôi đi dễ cho nó khỏe nè. Trời ơi, Sam chậm chạp đó Sam ơi. Phong sẽ đứng đây đợi Sam nè. Nhanh lên. Đây, xong rồi. Trời. Đây, đi từ từ thôi, tại vì tôi phải cẩn thận. Rớt xuống cái là người ta cười mặt tôi sao? Mấy tên cướp cười mặt tôi đúng thích không? Hồi nãy bà rớt mấy lần luôn. Đâu, đâu một lần. Và ông tầm leo vào đây. Rồi, qua cứ lên. Hay quá. Rồi, ok, đi tiếp. Ôi. Cái gì vậy trời? Ôi, căn phòng này tôi chắc chắn là căn phòng này là chứa vàng trong đây nè. Tôi thấy mấy cái rương nè, nhiều vàng chắc chắn luôn nè. Chính chưa chỉnh không? Chỉnh chưa. Tiếp theo hình như là cái chỗ này là nó có laser nè, hình như là mình chỉ cần đụng vô cái tia laser là ấy. Ui, cẩn thận nha. Trời ơi, mới nói cái đụng cái là rách da rách thịt Phong ơi, ghê đụng, quá. Đụng vô cái tia laser cái là mình sẽ bị gọi là cắt cái làm đôi luôn. Ok. Rồi tôi qua được rồi nè. Qua đây Sam. Nhẹ nhàng thế nào. Rồi. Tôi kiếm được gì đây? Kỳ, cái gì quá. Đây. Mình đã hoàn thành được map đầu tiên nè. Ok, đến map tiếp theo nè. Tít. Trời ơi. Lại con voi nè. Con lại tiếp tục là con voi bạn ơi. Thời hồi nãy con voi nó quýnh mình chết rồi, mình đang cay đó nữa bạn. Cái áo này mặc được không? Tôi mặc cái áo này cho hoa trang coi được không? Ui, sao, nhìn nè. Gì vậy? Có mấy cái gai đâm lên nè. Ui. Ui, đâu nha, mấy cái gai này đâm đâu nha, cẩn thận nha. Tôi biết rồi, vũ con này nè, tới đây nè, để cho nó bị thương đúng không? Con này là con voi bà nội. Mà con voi bà có biết là con gì đó hả? Tào lao. Quên. Tôi nghĩ rằng á, mình chỉ cần chạy thật là nhanh thôi là con voi nó đuổi theo không kịp đâu, chạy nhanh đi. Trời ơi, đây, để tôi. Con voi đang đuổi tôi nè, nhanh lên sao ơi, con voi đang đuổi tôi. Trời ơi, đây nó đang chạy thôi. Cẩn thận nha, nó cay nha, nó cay nha. Ủa, bạn đô mà sao nó đánh mình vậy ta? Cẩn thận nha, ở chỗ này nó có mấy cái gai nè, coi chừng. Ui, con voi sau lưng. Chạy qua luôn. Ui trời ơi. Ui trời ơi, con voi. Bạn ơi, mình đang bị voi đuổi. Ở sao bên đây? Sao bên đây có thêm con voi nữa vậy? Trời ơi, nhiều voi vậy. Chạy xong ơi, để Phong sử dụng con voi. Trời ơi. Phong sử dụng con voi đuổi theo. Ấy da. Cái chỗ này có tia laser nhảy qua. Ấy da. Con voi quýnh Phong sao ơi. Con voi quýnh Phong à. Ấy da, voi. Tôi chết queo rồi. Tôi còn mấy tim mà Phong ơi. Ok, không sao, Phong tới đây. Ok. À, chết rồi. Chơi lại từ đầu, trời ơi, chỗ này khó quá. Hey, trời ơi, Sam ơi, bây giờ tôi nghĩ thế này nè. Chúng ta không thể nào. Cái gì vậy? Sao mà cứ đâm vô gai hoài vậy? Tôi nghĩ rằng á là chúng ta không nên gọi là chạy lên cùng lúc như thế, con voi nó sẽ đuổi theo. Bây giờ thế này nha. Tôi sẽ là người dụ con voi, còn Sam sẽ là người chạy đi trước, hiểu không? Tại vì bà gọi là bà không bà đồ bằng tôi đâu, cho nên tôi sẽ bảo vệ cho Sam, ok? Rồi con voi. Con voi. Rồi. Dụ đi. Con voi ở biển đâu? Chỉ ra mày chọn cái chết. Con voi đứng gì vậy? Con voi. Sao voi đuổi Sam vậy? Tôi nhường mạng sống cho ông rồi đó. Nhanh chạy đi. Thầy ông cứ chạy trước tôi chạy sau được mà. Không sao tôi chạy sau cho ông. Đây. Rồi chạy nha. Hai. Đây mình xuống đây. Coi. Đó. Sam. Rồi xuống chứ. Ok rồi, qua đây Sam ơi, qua đây. Trời ơi, từ nãy giờ mới có thể dụ được con voi đi ra chỗ khác các bạn ơi. Con voi này thiệt khó quá. Nó khó thiệt luôn á trời. Ui trời. Cái chừng nha, có mấy cái gai nha. Cái này nó đau quá, nó đau quá trời luôn á. Hình như tôi thấy có con dao nó bay qua bay lại nè. Trời ơi thiệt. Trời, mấy cái bọn này nó ghê quá. Lại là con voi. Ok. Bây giờ nè, sao bà dính cái hay vậy? Bây giờ là tôi chạy Sam nè Sam. Bây giờ hai đứa mình nha sẽ gọi là cùng lúc chạy qua thật là nhanh. Đó, hiểu không? Ê, ông chạy bên trái, tôi chạy bên phải thế nào nó cũng không biết đâu, chắc luôn. Ok, rồi nha. Để 1 2 3 chạy nha. Ok. 1 2 3 chạy. Ok. Thấy chưa? Mày tao biết được. Dính gai. Nhảy qua mấy cái tia laser. Nè mấy cái bên thấp nè, nhảy bên mấy cái bên thấp nè bà nội. Đi. Trời ơi, tôi biết bên nào mày thấp bên cao. Đây hai bên, Tiếp. Sao mà chạy được. Ok, ôi. qua được rồi. Con voi, trời ơi, còn lâu mày mới qua được đây, voi ơi. Mập quá. Trời ơi, mập quá. Con voi mập quá nó chạy quá không được rồi. Ok. Ở chui cái này là sao? Bên đây nè. Để tôi. Trời ơi. Mấy cái là về đâu. Đúng á là gọi là sao ta, xào nguyệt của mấy tên cướp cho nên là bọn nó trang bị vũ khí kiểu kinh khủng quá bạn ơi. Chưa, tôi bảo rồi, mang cái áo giáp vô là mình bờ rồi liền. Ui. Ok. Ui, hình như được rồi nè, quyết nè. Trời ơi, may quá, nhanh lên tôi cần. Ok, kiếm được thêm một số 9 nữa, ok. Đâu, rồi, gì đây? Cái gì mà có mấy cái can xăng vậy? Trời, đừng chơi đốt nhà nha, không chơi đâu. Trời, mấy cái này, mấy cái thùng xăng của mấy tên trộm đó, đừng đụng vô, ok, nhảy qua đây. Cho tiền tôi cũng đồng luôn, ủa gì đây? Cái này hình như là cái bít tông nó đẩy ra đẩy vô nè. Bây giờ chạy nha, hai ba. Hey.
Trời ơi, không, không qua được rồi nè. Ok, tiếp, đi qua đây. Cũng vậy. Để Phong thắp đèn cho nó sáng. Ủa sao tôi ra? Trời ơi, cho tôi ra ngoài này luôn Phong ơi. Thôi, không cố gắng nữa nha. Ủa sao bà té rồi? Ai bứa, tự nhiên nó cho tôi ra ngoài đây luôn. Trời ơi, bà làm ơn bà để ý giùm tôi cái từ nãy. Tôi thấy bà chết mấy chục lần rồi đó. Trời ơi trời. Thôi, tôi biết gì đâu. Qua đây, qua đây, qua đây, qua đây. Đây, Phong, Phong vượt qua nè, nhanh lên sao. Nhà bên này chắc vậy hơn, nhà bên chậm chạp quá. Trời ơi, nhanh lên sao. Ok. Đó lý do tôi không thể nào làm chồng được Phong, hiểu không? Bà cứ chậm chạp kiểu này tí nữa ăn trộm lấy hết kim cương bà đi, nó mua. À, không chịu, không chịu. Rồi bây giờ tôi cũng quên hết ngành nè. Tại là mê cung đó hả? Trời ơi, thời tôi ghét cái mê cung này ghê luôn á. Ơ sao mày? Hình như mình phải nhảy qua đây sao mà. Trời ơi, ủa sao bờ rồi á? Đó, ok rồi, qua đây. Tôi nghĩ là ok được rồi nè. Yes, ra ngoài được rồi. Ê, cái bọn này nó có nhiều sách dữ vậy? Trời, ăn trộm mà đọc sách nhiều vậy? Trời, ăn trộm nó cũng phải học kiến thức để gọi là đi ăn trộm. Để trộm. Ăn trộm học kiến thức để đi trộm. Trời ơi, nghe thật là tuyệt vời. Đi đâu ta? À, bên đây, sao đừng đi bên đây, đừng đi bên đây. Bên đây. Trời lao quá, hay tôi đi không? Trời ơi bạn ơi, thời luôn á. Kiếm được kim cương. Ê, ôi, kiếm được lại kim cương cho Sam chắc là phải mệt lắm luôn bạn. Đau gì vậy? Mũi tên, nó bắn mình kìa. Trời ơi, có mũi tên nó bắn á nè bạn ơi. Đi Sam. Biết đọc, ông biết đọc gì không? Mấy cuốn sách hay đọc gì không? Đọc gì? Học cách làm bẫy ăn trộm. Chắc được đâu. Ok, các bạn nha, cẩn thận nha. Qua đây có mũi tên nè. Đó. Ê, tên mình đập được đúng không? Đập được mà. Ok. Rồi nhảy qua đây. Chỗ này tôi nghĩ là chúng ta nhảy xuống đây nè, sau nhảy qua đây và sau leo lên trên đây là được. Ok, đó, quá đơn giản. Cái chân té ra sao? Không té nữa. Trời ơi, mình phải học hỏi từ những cái mình sai lầm á, té đâu chỗ nào mình đứng dậy cho đó, hiểu không? Ok. Đó, tôi đứng dậy liền. Trời ơi, mấy cái gai này tôi sợ nhất là mấy cái gai này, tôi không để ý tôi dặm chúng mấy cái gai à. Thở chứ sợ. Trời may quá, may quá. Mày bắn nè. Ok đi qua. Cái màn này nó cũng không khó lắm nè. Đơn giản thôi. Tôi không thấy nó đơn giản tí nào luôn á. Ok từ. Mấy cái tấm thảm này là gì đây? Dặm vô bị gì đúng không? Bom nó phỏng, bom đừng có dặm. Trời trời tin mấy hộp này chi lên đây nè. Tôi tưởng là tôi dặm vô xong nó nổ banh căn phòng luôn á. Ủa sao trên này có nước này, có hai bên nước nè, bên trái bên phải nè. Trời ơi bắt mình chọn nè, ghê quá à. Chọn bên nào vậy? Bây giờ không chọn bên, tôi chọn bên đó. Bây giờ thế này đi. Bây giờ người nào sống thì người đó sẽ là người đi tiếp. Ok không? Ok. Ok. Phong chọn bên này đi. Thôi Sam qua kia đi. Hay chứ trời trời. Thôi bên này. Có gì đây? Ui. Bơi ra. Ôi bơi được kìa, bơi được nè. Ô. Trời ơi, tưởng nó đều như nhau, tưởng cho trời. Tôi cứ tưởng là mình đi qua là mình sẽ bị gọi là bị ấy chứ. Ok. Ui, mũi tên nó bắn nha Sam. Trời ơi là trời. Khó quá. Thôi Sam ơi, tôi nghĩ chỗ này là mình đi đến đâu là mình phải đập mấy cái bẫy đến đó để cho an toàn. Khổ ghê. Cái luôn này gọi là chơi bẩn này, nhưng mà mình chấp nhận chơi bẩn được không? Đó. Ây da! Trời ơi, cái gì vậy? Ông ơi, sao bỏ tôi một mình ở đây vậy? Yên tâm, tôi có bùa hộ mệnh, tôi tê bê đến đây. Ok. Hôm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Trời ơi, tôi tức quá Sam ơi, từ nãy giờ tôi té mấy chục lần, tôi cay thật. Qua đây Sam, được rồi, tôi bây giờ ông bằng, bây giờ ông bằng tôi đó. Bây giờ ông chúc mừng ông lại gia nhập vào đội bờ rồ của tôi. Trời ơi, mình chết còn nhiều hơn Sammy luôn các bạn ơi, ok. Chạy quá Sam. Từ từ. Wow. Rồi ok, mày xém nữa té. Ok rồi, tiếp nè. Chỗ này là cứ nhảy qua bên mấy cái bẫy là được. Trời ơi, qua rồi, tôi đi, tôi chỉ còn nhìn nhảy này. Yes. Đã có số thứ mấy rồi vậy? Hình như đây là mật mã, không mật mã em mình đi kiếm kim cương của tôi đó, chắc luôn. Ok, hình như cái này là mật mã két sắt để có thể lấy được viên kim cương hay sao bạn ơi. Rồi ok, tiếp nha. Từ sao? Rồi ok, màn cuối cùng là Sammy ơi. Ok. Ủa, cuối cùng hả? Gì đây? Hình như cái này là cái thư viện hay sao á, mà sao nó tới thui rồi, từ thắp đèn coi. Ở thắp đèn cũng không sáng được luôn nè, trời ơi trời. Cái tên trộm này nguy hiểm thật. Ghê nha. Bọn này nó chơi gì ta, nó tắt đèn hết luôn, tắt đèn xong rồi bật đuốc cũng không sáng luôn, hiểu không? Nó có hiệu ứng tắt đèn nó không? Ghê quá. Nha. Chờ mấy cây kiếm nó sạc ngang qua, hãy đi qua. Trời ơi. Tôi đứng ở ngoài mà nó chém tôi, mấy cái kiếm vô duyên. Ok, đi vô nhanh lên. Từ. Đó. Rồi, hay rồi, ok. Hình như chỗ này là phải nhảy qua đây nè. Đó, cái này chứ mấy cái chọc. Té được. Thôi trời, chơi lại từ đầu bạn ơi. Khổ quá mà. Nhìn tưởng dễ nhưng hóa ra không dễ các bạn ạ. Không hề dễ tí nào luôn các bạn ơi. Mấy cái tên mình trộm có này dễ. Mấy tên trộm này xây mấy bẫy kinh thật, không thể nào đi qua được dễ dàng luôn á. Okay. Em Phong ơi, mình ví dụ mình gặp mấy tên trộm, mình thuê mấy thằng này làm cái gì đó, cái nhà an ninh cho mình đi. Trời ơi, cái nhà này tôi nhìn là tôi muốn ăn trộm luôn á. Làm mấy cái nhà an ninh thật, nó làm mấy cái nhà an ninh thật luôn á, đi qua khó, hơi bị khó luôn. Ok, bây giờ Sam coi Phong nè. Phong bật chế độ hay gọi là sao ta? Super idol lên nè để Phong vượt qua cho Sam. Trời ơi bà. Mưa
Ai, lần này là mình nhất định là mình sẽ phải vượt qua được các bạn ơi. Mình không thể nào mình chịu thua mấy tên trộm này được. Từ nãy giờ mình hơi bị quê với Sammy luôn các bạn. Sammy nãy giờ cười mình quá trời nè. Trời trời. Không cười mà bể bụng luôn không? Rồi qua. Gì đây? Tôi qua trước. Ủa gì vậy? À hai ghế nè. Trời ơi, tiếp tục lại là mấy cái mũi tên bắn nè, thấy không? Trời ơi. Nó bắn phong rồi là gì? Tao xịt mỡ luôn mọi người. Ây da. Ui trời, mấy mũi tên bắn liên tục luôn. Sam ơi cẩn thận. Ủa sao không đánh được tôi không gỡ được? Gì kỳ vậy? Hình như bên đây nó hết cho phá bẫy rồi. Trời ơi. Tôi nhảy qua hai cái được rồi chưa? Rồi rồi đi tiếp. Trời ơi, lại là bẫy nữa nè. Ghét mấy cái bẫy này ghê, bọn này nó ao. Đau nha. Cứ lên. Trời. Trời ơi, tôi còn may quá, tôi còn nhiều máu cho nên tôi cũng không sợ. Ok rồi, chỗ này hình như bơi qua đúng không? Cái gì vậy? Ủa gì vậy? Bơi. Ok, rồi tiếp. Trời ơi, lại bắt cua. Trời ơi. À cái này dễ, cái này cũng không khó lắm, tôi qua được rồi nè. Có. Đây dễ mà, dễ. Ok rồi, đi qua tiếp. Ây, rồi gì nữa đây, cái chỗ này, à, mấy cái tơ nhện văng ra để cho mình dính vô mấy tơ nhện hả? Còn lâu tôi mới dính vô mấy tơ nhện. Trời. Tính là tôi mới vừa nói luôn mà. Sao cứ nói cái gì là không có sành sự thật vậy mà. Sao mà tôi để ý là từ nãy đến giờ bạn, từ nãy giờ tôi toàn là gọi là cái người dính bẫy không mà Sammy dính ít hơn. Biết sao không? Biết sao không? Ông thể hiện xong cuối cùng nó ngập cuộc có xong được có thể hiện hiểu không? Tôi thể hiện đâu, tôi chỉ đang gọi là. Thôi đạt, ông nói quá trời luôn kìa. Thì tôi chỉ gáy cho vui xíu cho các bạn fan vui thôi, nhưng mà ai về đâu tôi bị. Sao bỏ tôi? Trời ơi, tôi đang đi nè, sao bỏ tôi mình nhờ? Sam đi qua đi, phong đang kiếm đường đây. Ê, tôi chuyển mấy cái chỗ mà có mấy cái gai này nè, nhiều lúc là đường đi với Phong. Đúng rồi, mấy cái gai nó chặn đường mình, nó không cho mình qua. Sam kiếm mấy cái gai xem Sam đi qua. Ok rồi, Phong qua được nè. Yes. Cái gì vậy? Ok, Phong đứng đi đợi Sam nha. Cố lên Sam. Cố lên Sam ơi, cố lên Sam ơi, cố tôi lên bị Sam được ơi. Ông bắt tôi làm là sao rồi, chết rồi, không được rồi. Ờ, cái sắp tới đây. Ờ, tôi thấy cái tên của Sam gần hơn rồi nè. Ok, cố lên Sam. Qua đây nữa. Đây đúng không? Ok, qua đi. Yeah, hay quá. Trời ơi. Ờ, sao ông nhắc tôi? Quên. Rồi, hình như chỗ này hình như mình leo trên được. Ê! Ủa trời, mấy mũi tên. Ê! Cái gì vậy? Thời luôn các bạn ơi, từ nãy giờ mình chết hơi bị nhiều luôn, mình tàn bị chết. Xàm cũng mà thời, cay thật sự luôn á trời. Cũng may trong đấy cho chơi hai người á, không thôi chơi một mình là từ nãy giờ mình phải chơi từ đầu liên tục luôn á. Ok rồi, nhảy qua đây. Thôi. Yeah, số cuối cùng. Win. Yes. Yeah. Ok bạn ơi, và sau khi mà mình với Sammy gọi là giải mã hết được mấy căn phòng rồi, vượt qua được hết tất cả thử thách rồi, thì bọn mình đã kiếm ra được gọi là những con số sau đây là 5, 9, 4, 1. Ok rồi, giờ làm cách nào để mình kiếm ra được kim cương đây? Đi vô cái nhà mặt cười cái ghê ông nghi không? Tin có không? Tôi nghi là có á. Tôi không biết nữa đâu, mình vô thử xem. Rồi ok bạn ơi, và sau khi mà bọn mình gọi là nhập mấy con số này vô nè, thì nó đã đưa bọn mình đến một cái căn phòng rất là lạ luôn bạn ơi. Mà không biết cái phòng này là phòng gì nè. Hình như chỗ này là cái chỗ cất giấu viên kim cương hay sao á. Vượt qua thử hay sao? Biết đâu trong này có kim cương hả? Ừ. Có kim cương của tôi không nhở? Ai mà biết. Trời ơi, kim cương lỡ đâu mấy ăn trộm lấy kim cương của bà đi mua cáp xơi ăn hết rồi sao? Ai không chịu đâu. Ủa thì mấy cái mạng nó làm khó hơn hay sao vậy? Trời ơi, cái này nó khó nha, nó đánh tôi nãy giờ nè. Hồi trời ơi, ông này một hai ba vô. Cái gì vậy? Ủa sao vượt qua dễ dàng á, mình vượt qua mình tàn rồi chúng đập không vậy các bạn? Đâu thật sự. Làm cái gì mà tôi mệt dễ sợ luôn à. Ờ, đây có lava nè, cẩn thận nha Sam. Ok. Dễ, bây giờ ông thành nút rồi, bây giờ tôi thành bà rồ đó, hiểu không? À, ok bạn. Đây, trời ơi, không có gì khó hiểu không? Chỉ sợ mình không bà rồ thôi. Ý bà nói tôi gà hả? Nói tôi gà phải không? Hả? Trời ơi. Ông ngược, tự nhiên nhược, tự nhiên nói vậy, chúng ai chúng, tự nhiên tự nhược, tự chỗ nói tôi vô gì. Sao mà tôi gã vậy rồi, biết mà, giờ khinh thường tôi giúp Sam đi kiếm lại kim cương mà bây giờ Sam khinh thường tôi với bạn ạ. À. Thời luôn, tức quá. Ông nói gì, tôi nói gì đâu, ôi kỹ quá. Đây, chấp nhận. Ê trời ơi, trời ơi. Đây rồi, Sam ơi, tôi tìm ra rồi nè, đây. Kim cương tôi hả? Oh my god. Trời ơi, chị là biết rồi. Hình như bây giờ mình phải nhập đúng số nè. Ok, tôi nhập thử nha. 5 nè. Rồi ok. 5, 9. Ông bây giờ nhập 4, 5, 6, 9 đi cho theo số lớn á. 1, ok, 5, 9, 4, 1. Không, phải đúng số mới được. Từ, mở cửa. Quay đi. Sam ơi, mở được rồi nè. Wow. Xịn. Trời ơi, kim cương bên trong rồi. Đi vô. Trời ơi, trời ơi, mình làm cái cửa này về được không? Tôi lắp ở nhà tôi nè. Trời ơi, cửa này xịn sao mà hả? Sao mà bà riết rồi tôi thấy bà giống ăn trộm hơn rồi nha. Cái gì mà cũng đòi lấy vậy vậy? Không.
Ok. Nè tôi xin nhẹ thôi, mình mua mình mượn người ta xin thôi. Xin nhẹ thôi, mượn nè, ok. Mượn mình trả. Ui, Sam ơi, kim cương kìa. Kim cương. Yes. Nó lấy mấy trăm viên kim cương tôi, nó nặng ra viên kim cương to khổng lồ nãy hả? Trời ơi, kim cương to dữ. Ok, lấy được. Ui. Sam ơi. Wow, quá trời kim cương rơi ra ngoài luôn. Ủa chứ kim lắm mà, trời. Trời ơi, bạn ơi, vậy là bây giờ mình và Sammy đã có thể lấy lại được kim cương rồi. Yes. Trời ơi, mấy thằng ăn trộm này thiệt dám lấy kim cương. Ok, bây giờ bọn mình sẽ lấy hết đống kim cương của mấy thằng trộm này đem về phân chia cho người nghèo nha các bạn nha. Đó, cướp của mấy thằng trộm đem phân chia cho người nghèo. Tại vì mấy thằng ăn trộm nó ăn trộm đồ của người ta mà, đúng không? Đó, ok. Đúng rồi, là của tôi. Rồi ok bạn ơi, vậy là coi như trong tập này mình và Sammy đã cùng nhau có thể đi lấy lại được số kim cương của Sammy mất được. Yeah, và đã phá đảo được. Bọn mình đã phá đảo được những cái căn phòng của mấy tên trộm rồi. Ok, và bạn thấy video này như thế nào? Nếu như bạn thấy thích video này, đừng quên hãy để cho mình một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của Sammy để đăng ký ủng hộ cho Sammy nữa nha các bạn nha. Còn bây giờ thì mình nghĩ rằng video này cũng đã rất là dài rồi, thì mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại anh em những video lần sau nha. Bye bye.